ăn không kém nhá. Nhưng mà này nhìn nó ngộ nhỉ. Nhìn yêu hơn, nhìn bụ bụ, nhìn yêu, không kiểu như lanh như cái bọn Mali. Hôm qua em vừa đăng đang bán 4 con đấy mọi người, ủng hộ em 2 con này, rất cảm ơn mọi người nhá. Mọi người ủng hộ tiếp mấy lượt em bán cả mèo đi. Vì là cũng nói thật với mọi người là thế này này. Đợt này bên trại em ấy là tổng cộng có 6-7 anh em cơ. Thế đâm ra là bây giờ nó như nào nhỉ? Nó nhiều người bán rồi, thế đâm ra là cái lượng chó mình nó cũng có giới hạn đấy. Kiểu như nào nhỉ? Nếu mà ai chơi để lâu, để ý lâu thì biết là ví dụ như trại em toàn bán 4 được nhập đúng không? Thì ví dụ như là kiểu một tháng hoặc là một chu kỳ nào đấy nó cũng chỉ có một cái tầm đấy thôi chứ nó không thể nhiều hơn được đâu. Nói thật nhé, ví dụ như là bên em đây là có 12 con được nhập. Với cả là một số trại chỗ khác như kiểu là con Hunter này, có anh Quân ông anh em này, hay con Atom này. Rồi con Hanco chỗ ông anh em ông anh Hải này. Đấy, thế là loanh quanh chó được chó con đấy nó chỉ loanh quanh này, còn cả miền Bắc này nó chỉ mười mấy con đấy đổ lại thôi mà. Chứ nó không có nhiều mấy đâu. Thì hầu như là các anh ấy cũng gần như là cũng bao đầu ra lại cho những ai phối ấy. Thì là bọn em lại bắt lại thì mọi người hình dung là cái lượng chó con nó cũng không quá là nhiều đâu. Cả nước mình là nó chỉ vài trăm con thôi. Ý là ví dụ như là bố nhập nhá, một tháng nó cũng, em cứ tính bình quân khoảng 15 con bố nhập đi. Gần như là nó cũng về chạy em hết. Thật sự ra phải chia sẻ mọi người là không tin mọi người cứ lên trên hội nhóm trên Facebook ấy. Em đố mọi người tìm đến một đàn là bố nhập mấy. Mà nếu mà bố nhập mà để mà bán người ta tự bán lẻ kiểu gì cao hơn trại em bán. Còn thường thường nếu ví dụ như là các cô chú bác cái thứ mà kiểu là ngại bán lẻ ấy, kiểu người ta lớn tuổi người ta ngại bán lẻ mà bán cho bọn em mang về bọn em bán lại cho anh em cả nước kiểu gì cũng rẻ. Còn ai người ta đã giữ lại người ta bán lẻ kiểu gì cũng cao. Nên cái lượng được nhập nó gần như ở miền Bắc em phải tự hào chứ còn nào. Cái lượng được nhập ở miền Bắc thực ra em phải tự hào chứ nó cũng chỉ gần đấy con thôi và loanh quanh kiểu gì cũng về chạy em hết. Đấy mọi người thấy để ý xem. Như là thi thoảng mọi người thấy bọn em bán rất là nhiều đàn Hunter này. Mấy hôm nữa lại có đàn Calo này, anh Hải đã lại nhờ bán được cách đây khoảng 10 hôm nữa là bắt đầu lại bán đàn Calo Yuba này. Đàn nó rất là đẹp, anh chị nào thích thì lại đặt trước. Mai đấy lại anh Quân ấy lại bảo là bắt một đàn Hunter nữa. Thế nên là em nói mọi người biết là cái lượng chó con được nhà nhảy ra 12 con mà nhiều khi còn đang không có mấy chứ giờ là còn phải đi nhờ nhà được khác người ta kiếm hộ cho ấy. Loanh quanh nó được cả chó con cả nước nó không nhiều đâu. Chứ còn ví dụ như là em bán theo kiểu là cả bố nội cái thứ em cũng bán thì không nói. Nhưng mà đây mình chỉ bán bố nhập thôi ấy, thì nó không nhiều đâu. Còn ví dụ như là bán bố nội cái thứ rồi thì nói thật với mọi người, nếu mà em bán theo kiểu như ở trong miền Nam mà bố nội em bán thì nhiều vô kể không bao giờ hết thật. Vì nó hàng ngàn hàng vạn con bây giờ nếu mà nói về chó được nhập ấy thì nó ít. Chứ còn được nội ấy, thì nó tỷ con đúng không? Như một năm mà em bán ra tầm 1.500 con chó con nhưng nó rơi tầm 700 con được. Bố nào là bố nhập hết. Nhưng mà nó sau nó là cái đời nội rồi thì là nó nhiều lắm. Được nhập thì ít, được nội thì nhiều. Đâm ra là bọn em chỉ bán con của những con bố được nhập gọi là hậu duệ của những con nọ kia thôi. Thì nó cũng không có nhiều chó con để mà bán đâu mọi người ạ. Chứ bọn em cái phương châm kinh doanh của bọn em là em nói lôm la nhá, ví dụ như là bán chó nó có nhiều kiểu, ví dụ như này người ta mua 3 triệu về người ta bán 3.2 triệu này là một kiểu, tức là cứ lãi 200-500 một con người ta bán chẳng hạn đúng không, hoặc như bên em ấy là phải bố nhập thì em mới bán chứ, tức là em bán theo kiểu là để cho mọi người về con chó chơi được ấy chứ em không phải là cứ bán lãi là xong. Đấy. Ví dụ ai thích nhà chặt này hay là có trẻ con thứ nuôi con hiền thì em sẽ tư vấn cho Mexico, còn ai mà thích chơi thể thao chơi huấn luyện thứ thì em phải tư vấn cho mọi người chơi dòng xét bỉ chơi nó hay chứ em cũng không phải là những cái đơn vị kiểu là cứ mua về xong là có tí lãi em bán mà em muốn bán cho mọi người cái con chó nó tóm lại nó chơi được chứ không phải là bán thôi cứ lãi là em bán đâu. Còn một kiểu nữa là mua về ghép giấy
chó nội nhưng mà lại đập giấy VKA bố nhập vào để bán. Đấy, cái kiểu đấy thì là một trong những kiểu vớ vẩn nhất ở Việt Nam luôn. Nha, cái chó này nó chơi nó phức tạp lắm mọi người ạ, không đơn giản đâu. Nếu mà ai mà chơi sâu chơi xa thì mới thấy cái chó Malinois là nó phức tạp vô cùng. Nếu không như những cái chó khác kiểu là cứ bố nọ mẹ kia ghép lung tung ấy, chơi không hay đâu. Thôi chị quay sang đây để giới thiệu mọi người đàn Jeju Mexico này. Những cái con này thì em bán 6 triệu hết nhá. Một số con nó mà cũng rất hàng đây mọi người đúng không? Ok. Đây ra đây em sẽ quay riêng đàn này mọi người nhé. Đây đầy đủ được cái luôn cho mọi người này. Đấy thì anh chị nào có nhu cầu thì liên hệ đến các số hotline của bên em. Thì ngoài ra thì để ủng hộ kênh hơn thì mọi người nhớ like và subscribe kênh nhé. Em xin chào và cảm ơn mọi người ạ.